Come on. Come on. スプリング2018、今日は2日目でございます。 Vâng, thưa các bạn, thì hôm nay đã là ngày thứ hai của lễ hội Touch Spring rồi ạ. 昨日来てくれた方もいると思いますが、今日初めて来てくれた方もいますかね。私を初めて見た方、私の歌を初めて聞いた方もたくさんいらっしゃると思います。 Và trong cái lễ hội ngày thứ hai này thì tôi nghĩ rằng là có những bạn đã tham dự lễ hội vào ngày đầu tiên là ngày hôm qua, và cũng có những bạn là đã biết đến tôi trước đó.Và cũng có những bạn là chắc là chưa bao giờ nghe các bạn hát của tôi đúng không ạ? Và tôi hy vọng là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một kỷ niệm đẹp ạ. それでは続いての曲をお届けしたいと思うんですが、次の曲は昔日本で放送されていましたアニメ「みゆき」のエンディングテーマ「思い出がいっぱい」という曲をお届けしたいと思います。Thank you.
Thank you.
Yeah.
今日は最後になるんですが、先ほど、ね、迫力ある歌を歌ってくれた福山雄介さんと一緒に